Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Alosa. Hiện tại mình đang có mặt cửa hàng Honda giúp Bình Dương, chi nhánh số 1 gần vòng xoay An Phú, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho các bạn về dòng xe Honda SFS phiên bản 2022, cập nhật giá lại cho bạn trong cái tháng 9 này luôn. Mức giá hiện tại trong tháng 9 này thì mình thấy nhận định là nó cũng ở mức cũng tương đối khá là cao hơn so với giá đề xuất cũng khá là nhiều các bạn nha. Còn về hàng hóa, về những cái màu sắc hiện tại ở trên những cái đại lý Head Honda thì đã có đầy đủ tất cả các màu sắc rồi, cũng như là đầy đủ các phiên bản cho bạn dễ dàng lựa chọn. Bây giờ thì mình sẽ cập nhật trước cho các bạn các phiên bản tiêu chuẩn ha. Tiêu chuẩn CBS thì hiện tại bây giờ thì chỉ có hai màu thôi, trước đây là 3 màu lần, nhưng mà màu xám xi măng đã bỏ mẫu rồi, bây giờ chỉ còn là màu đỏ này, màu đỏ đô này các bạn nha, và màu thứ hai nữa là màu xanh phía bên đây, với mức giá hiện tại là 65.300.000. Đó là phiên bản tiêu chuẩn CBS. Và tiếp theo là các phiên bản cao cấp IBS. Cao cấp IBS thì hiện tại chỉ có 3 màu sắc thôi. Màu đầu tiên đó là màu xanh đen như thế này đây ha. Xanh đen ha, phiên bản IBS màu xanh đen phiên bản cao cấp. Rồi cái màu sắc thứ hai nữa là cái màu đỏ đen như đây. Đây, cái màu đỏ đen này là cũng là phiên bản cao cấp luôn. Trước đây cái màu này là nó là cái phiên bản cá tính các bạn nha. Rồi, cái màu sắc thứ ba nữa là màu trắng. Màu trắng trắng đen thì đã bỏ mẫu rồi. Màu sắc thứ tư đó là màu xám xi măng. Xám xi măng thì hiện tại thì ở chi nhánh này không có xe các bạn nha. Giá cả thì đối với màu đỏ và màu xanh hồi nãy các bạn xem á là 74.300.000. Còn đối với màu xám xi măng là 78.300.000. Và tiếp đến là cái phiên bản đặc biệt thì có hai màu sắc thôi. Cái màu đen nhám như thế này. Đó, thì các bạn nhìn thấy là màu đen nhám với mức giá hiện tại là 75.300.000. Và cuối cùng đó là màu đen bạc, tức là màu bạc nhám đó, là 76.300.000. Giá đó có VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh các bạn nha. Đấy, thì những bạn nào mà muốn biết giá lăn bánh cụ thể chi tiết hơn thì các bạn cứ comment cho số điện thoại của bạn Ngân, hoặc là comment Nguyễn Trấn Thành ở phía bên dưới thì bên mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về cái chi phí lăn bánh các bạn nha. Đấy, thì ở đây thì mình cũng tương đối là khá đầy đủ màu á, tại vì đối với phiên bản 2022 này thì Honda cũng đã bỏ đi cũng rất là nhiều màu rồi, nên là cũng không có nhiều màu để các bạn lựa chọn. Trước đây thì có thêm cái màu trắng đen nữa, màu trắng đen thì cái thời gian mà mới vừa ra mắt á thì không có xe để bán luôn các bạn, cháy hàng luôn cái màu trắng đen đó. Còn đây là cái màu xanh đen ha, màu xanh đen phiên bản tiêu chuẩn ha. Tiêu chuẩn thì phối cái yên màu nâu các bạn nha. Những bạn nào mua phiên bản tiêu chuẩn á của SFMOD á thì phối yên màu đen như thế này các bạn nhìn thấy ha. Còn mà các bạn mua màu xanh đen mà phiên bản cao cấp á thì nó sẽ làm yên màu màu đen cũng như là pha lẫn với cái màu bạc ở đầu và cuối yên xe. Đây các bạn nhìn thấy nha. Đấy, đó là màu xanh đen. Nó xanh đen thì hiện tại có hai phiên bản CBS và IBS, thì các bạn lựa chọn phiên bản nào cũng được. Còn đối với màu đỏ đô thì cũng có hai phiên bản luôn. Phiên bản CBS thì cũng phối với màu yên màu nâu. Đó các bạn nhìn thấy nha. Phối yên màu nâu. Rồi. Đây. Thì đối với cái CBS này á là màu đỏ là đỏ hoàn toàn nha. Từ cái về trước cũng là màu đỏ luôn. Đấy thì các bạn nhìn thấy nè. Đây là CBS các bạn nha. Đây. Phần CBS là nó như thế này. Thì các bạn có thể nhìn biết được phân biệt được thanh CBS và IBS ha. Đây phân CBS nè. Đấy. CBS thì nó không có vòng tròn ở giữa. Đấy. Còn đây là cái IBS. IBS thì nó có thêm cái vòng tròn ở giữa thì các bạn dễ dàng mình phân biệt được. Đây. Đấy. Đó, đơn giản nhất là như vậy thôi. Rồi. Còn bạn mua mà cái phiên bản đỏ mà cao cấp á, đây là đỏ đen. À, cái màu sắc này thì các bạn nhìn thấy trước đây nó là cái phiên bản cá tính ha, cá tính, và bây giờ thì đổi tên lại thành cao cấp rồi đó. Thì được màu đỏ phối với mặt nạ màu đen cũng như là cái dàn dè trước màu đen. Nhìn nó rất là cá tính luôn, nhưng mà cái màu đỏ này thì thích hợp cho với những cô cứng tuổi ha, những cô những gì chạy thì sẽ ok hơn. Còn những bạn nữ trẻ thì chạy với màu sắc này thì hơi cứng một tí ha. Mâm cũng được thiết kế cũng khá là mới mẻ luôn. Rồi. Màu này thì cũng có IBS luôn. Còn màu xám xi măng hiện tại thì bên mình vẫn có xe ha. Nhưng mà chi nhánh 1 thì hiện tại thì không còn xe. Nhưng mà những chi nhánh khác thì bên mình vẫn có xe cho các bạn.
Thì những bạn nào thích thì các bạn cứ liên hệ với bạn Ngân thì bạn tư vấn cụ thể hơn cho các bạn. Còn đây là cái phiên bản đặc biệt thì bên mình có hai màu sắc luôn, màu đen nhám và màu bạc nhám. Màu bạc nhám là cái màu sắc mà giống phiên bản cá tính trước đây. Bây giờ nó là phiên bản đặc biệt ha, là nó sẽ là được màu nhám. Đây là màu sắc mới ha, ở 2022 thì có thêm cái màu sắc mới này. Đó là màu đen nhám. Nói chung là cái màu nhám thì nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng nha, nhưng mà vì lâu vì dài á thì nó dễ bị nhanh cũ, dễ nhanh xuống màu hơn và mình khó lau chùi hơn so với màu bóng. Bù lại thì nhìn cái màu sắc nó sang trọng hơn, đẹp hơn. Nhưng mà các bạn phải sử dụng kỹ ha, những bạn nào mua màu đen này thì phải sử dụng kỹ. Còn về hệ thống đèn, hệ thống đèn thì đèn luôn sáng nha, đèn LED. Đèn quad pha đều là bốn đèn LED hết, cho nên là quad chỉ là pha, đèn luôn sáng. Rồi giờ xuống phần mặt nạ thì có thêm hai bóng đèn xi nhan hai bên. Xi nhan thì vẫn là sử dụng đèn halogen các bạn nha. Rồi. Và ở đây thì có thêm cái chữ V. Chữ V mặt rơ nhìn rất là sang trọng luôn. Và đặc biệt một cái chi tiết mà đáng giá nhất trên dòng xe Atmos đó là cái đèn định vị ban ngày. Được trang bị bốn đèn LED luôn. Cái này là Honda lấy cảm hứng từ những cái trang sức của người phụ nữ ha, đeo trên cổ. Nên là các bạn nhìn thấy bạn cảm giác như là cái này là cái bộ trang sức gì đó. Nên là nó rất là đẹp hay những cái hình tam giác li ti trên đây. Nên là ban ngày ban đêm các bạn bật lên nó rất là đẹp luôn. Rồi và xuống đây thì đối với cái hệ thống phanh ABS cũng như là heo dầu được sơn với cái màu vàng đồng chứ không phải là màu đỏ nha. Đấy. Rồi trải dài vì sao thì mỗi tem xe rất là nổi bật nữa, đó là màu vàng đồng. Tem xe ở Atmos ha. Đây như các bạn nhìn thấy tem xe ở Atmos màu vàng đồng. Rồi còn về phần động cơ thì đối với cái đời này thì được nâng cấp lên thành động cơ CSV cộng rồi. Thì động cơ này là 4 van hoàn toàn mới ha. Động cơ được cải thiện về cái hiệu suất, công suất cũng như là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà bù lại thì đối với động cơ này thì cái tiếng động cơ của nó sẽ kêu to hơn. Kêu to hơn so với cái đời 2019 các bạn nha. Đó, động cơ nó kêu to hơn, nó mực êm ái bằng. Chính vì thế thì các bạn thấy những cái dòng xe AB mới bây giờ Honda đã tích hợp thêm cái bộ giảm thanh trên cái bô xe luôn. Bởi vì là cái động cơ này nó kêu to quá, là bị nhiều người khách hàng người ta phản ánh. Rồi còn đây là cái dàn trước, đây học chứa đồ phía trước ha, có chứa cái cổng sạc, được trang bị cổng sạc 12V cũng như là cái móc treo đồ mình có thể mình gặp vào được ha, nếu mà không sử dụng thì mình gặp vào để cho nó gọn gàng hơn. Rồi còn về ở cái dàn ghi đông chỗ mặt đồng hồ thì cũng được thiết kế cũng khá là hiện đại luôn ha. Đồng hồ hiện đại cổ điển mang tính chất châu Âu hơn. Rồi những cái nút bấm ở đây thì giống như đời trước đây thôi. Đã tin lượng đi công tắc bật đèn rồi. Nhưng bạn nào thích độ công tắc đèn thì bạn độ cũng được ha. Không thì bạn để như vậy. Thì mình nghĩ mình nên khuyên các bạn dòng xe này bạn để như vậy đi, đừng có độ ha. Rồi còn về cái bình xăng và cấp xe. Cấp xe thì được khoảng 18 lít thôi, đủ để nón 3/4 đầu hoặc là hai nón nửa đầu. Nói chung thì nó cũng rất là rộng rãi cho bạn tha hồ mình lễ những vật dụng cá nhân. Còn về yên xe, xin lỗi các bạn, về bình xăng thì vẫn để phía dưới yên xe ha, dung tích là khoảng được 5,5 lít hay 5,4 lít gì đó. Đó thì vẫn chưa được mang ở phía trước giống như những dòng xe ly đó. Điều này thì nó cũng mất tiện một tí khi mình đổ xăng. Rồi tiếp đến là về phần khóa thông minh thì đây là dòng xe ở thắt rồi, dòng xe cao cấp rồi, nên là Honda cũng phải trang bị cho một cái khóa thông minh cao cấp và hiện đại đó, đầy đủ ba tính năng cho bạn luôn. Tính năng tìm xe, tính năng chống dắt cũng như là tắt mở khóa thông minh ha. Đó, cao cấp hơn so với những dòng xe ly hoặc AB hoặc là Vision các bạn nha. Đó. Rồi thì nãy giờ mình cũng đã giới thiệu cho các bạn chi tiết về những cái thông tin xe cũng như là về thiết kế cũng như là về tiện ích của dòng xe Atmos phiên bản 2022 rồi. Thì những bạn nào đang có quan tâm, đang có dự định mua dòng xe Atmos này thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại của bạn Ngân, thì bạn Ngân sẽ tư vấn cụ thể chi tiết hơn cho các bạn về cái giá cả, chi phí lăn bánh hoặc là về những cái gói trả góp ha. Đối với dòng xe này thì các bạn chỉ cần trả trước cho bên mình đâu đó khoảng 10 triệu thôi là các bạn làm hồ sơ được rồi. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân thôi ha.
Rồi xin hẹn gặp lại các bạn qua và Dũng ở đoàn sau nha. Nhưng mà nào có thắc mắc về dòng xe này thì các bạn cứ comment phía bên dưới nha. Xin cảm ơn các bạn.